chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đập hộp. người ta đập hộp iPhone 11. Mình không có tiền. Không có tiền mua iPhone. Không có tiền mua iPhone vậy. Nên mình đập hộp cái máy hút bụi. Mà cái bụi này rẻ nhất nước Mỹ luôn mới ghê chứ. Cuối cùng để cuối video mình sẽ cho biết cái giá của nó là bao nhiêu nha. Okay. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp một cái máy hút bụi. Mình mới order một cái máy hút bụi này. Tại cái máy hút bụi cũ nhà nó bị hư rồi nên mới order về một cái máy hút bụi này mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp cái máy hút bụi này nha. Okay. Mình sẽ review đến review cho mọi người biết cái máy hút bụi này nó cái công dụng của nó như thế nào nha. Thì bây giờ anh khui đi. Ok, dạ. Rồi. Dạ. Anh lấy bên giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ khui cho mọi người coi nha. Dạ. Ok. Máy hút bụi rẻ nhất. Máy hút bụi rẻ nhất mà hiệu quả nhất luôn. Đó. Và cái máy này á, nó hay một cái là vừa hút nước và vừa hút bụi. Mở ra thì nó có một tờ giấy này. Hướng dẫn cách sử dụng. Ok, hướng dẫn cách sử dụng ha. Ok, chút xíu mình coi sau đi ạ. Đây nè, mình coi. Ok, rồi, cho mình coi sau ha. Dạ. Mình để qua một bên. Sau đó mình sẽ có cái này. Cái này để chỉnh chẳng hạn như là chỉnh trên sàn gỗ hoặc là chỉnh trên thảm. Dạ. Yeah, đó, it's very good. Rồi, dây. Đường ống để đường ống. Ống. Okay. Kéo cho nó xa gần gì đó không? Ừ, đúng rồi, dạ. Ống. Rồi, hai cái ống bên đây. Này để connect với nhau nè. Hai cái này connect với nhau nè. Rồi, cái máy 2.5 gallon. Sức ngựa là 2.5 sức ngựa. Wow, đó. 2.5 sức ngựa. Wow. Ok, cắm dây nè. Sau đó để anh thử luôn nha. Yeah. Để anh cắm dây điện đi. Cắm đây. Và trong đây là mở ra đó. Nè, mở ra thì nhấn hai cái nút này. Ở trong bên trong nó có cái gì ạ? À, trong đây nó có cái filter bag, có nghĩa là cái filter và giấy đó. Đó, thấy không? Đó cái bag này nè. Đó, cái bag này thí dụ mình hút vô cái bag này, sau đó khi mà đầy rồi á là mình đi dục cái bag này luôn. Ồ, cái túi này, cái túi giấy này nè. À, mình có mua sẵn, anh có mua sẵn thêm mấy cái túi là như vậy. Cái này nó lắp là nó có cái lỗ này nó dính. Đúng rồi, cái lỗ này. Cái lỗ này nó connect vô cái lỗ này, thấy không? Anh gắn vô đi. Ok. Đó, khi mà cái bát này đầy rồi mình lại bỏ vô đó. Nó protect nè. Đó, ok. Sau đó mình cứ ấn thôi. Đó. Ồ, dễ hả? Ừ. Rồi, sau đó bây giờ anh câu dây nè. Câu cái đường ống này vô. Đường ống này vô như vậy. Câu vào đây. À, rồi. Rồi cái này á mình phải connect vô cái này. Thấy không? Cái này nè. Đó. Đây đi, đây. Đó vô cái cây này. Cây này mới để vô đây. Đó. Cái lúc này anh nói đó. Rồi bây giờ mình hút thử nha. Hút một đi. Dễ sợ luôn. Cái này nó hút vô cái ấy luôn, nó rất là chặt. Rồi bây giờ là mình thử nha, mình thử hút cái bụi đi coi cái nó hút mạnh cỡ nào nha mọi người. Nè, okay. Đặt lên đi. Wow.
hơi bị sạch mạnh dưới đầu luôn. Vợ chồng mình đã đập hộp và đã thử qua cái máy này rồi, thì cái công dụng của nó rất là mạnh, rất là mạnh. Dạ. Và cái này á là nó hút được nước luôn, chẳng hạn như bị nước nó tràn ra ở đâu bất cứ nơi nào nó hút vô luôn, vô cái hộp này. Cái, không phải cái bát, nếu mà mình hút khô á, mình hút bụi á thì mình dùng cái bát, cái túi giấy trong đó. Còn nếu mà hút nước mình phải lấy cái giấy ra. Lấy giấy ra thì bao giờ nước nó sẽ dồn vô cái thùng này. Dạ. Nó vô cái này thành thử ra là hút nước thoải mái luôn. Dạ. Đó. Rất là tại mạnh. Vì trước khi mà mình mua cái máy này đó, mình có dùng một cái loại máy hút bụi là không dây, sạc bằng pin. Sạc bằng pin. Nhưng mà cái nó máy lại không có mạnh. Cái máy đó, máy nó cũng mạnh, nhưng mà có một cái là nó xài giống như là nó hay bị giống như là bị chập chờn á, nó bị on lúc off á. Dạ. Dạ, nhưng mà cái đó máy đó độ hiệu nha, máy đó cũng mắc. Cái máy đó mắc ạ. Máy đó mấy à, máy 200 á. Dạ. Máy cái mua cái máy đó rất là mắc nên đã xài nó không có được mà nó độ hiệu luôn. Dạ. Nên mình đã ông xã mình đã tìm hiểu và mua cái máy này thì cái máy này á là hiệu Shopvac. Dạ. Là đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ về cái máy hút bụi mà cho mấy cái shop. Dạ. Mấy cái garage mà coi như là hút rất là mạnh. Và cái hãng này Shopvac này là 50-60 năm rồi, và nó cũng nhẹ lắm, rất là nhẹ, sắp lên, sắp xuống và nó có cái bánh xe là hay nè, đẩy đi được, đẩy tới để ở đâu cũng được hết. Và cái giá của nó có 55 đồng thôi, 55 đồng cái máy này. Dạ. Mà nó rất là rẻ, rất là rẻ, mà nó hút mạnh dễ sợ. Dạ. Luôn mạnh còn hơn là mấy cái loại máy pin. Dạ. Cắm điện vô thật sự không? Ra thường mà clean up nhà, lau chùi nhà cửa thì em thích hút bụi trước khi em lau. Tại vì mình làm như vậy rất là sạch, và khi mình hút sạch rồi mình lau á, mình có thể mình trở lại 4-5 tuần sau mình lau nhà nữa. Nó vẫn còn sạch đó. Nên rất là tiện lợi và hút rất là sạch. Nên mình mua cái máy này mình rất là happy mà rẻ. Nên mình chia sẻ đến mọi người, thì ai mà muốn mua thì cứ lên Amazon. Amazon. Trên trang Amazon mua 55 đồng. Có 55 đồng. Xài miên diễn luôn. Dạ. Mà êm nữa, động cơ nó êm. Rẻ nhất từ hồi đó giờ mình mua. Rẻ nhất. Chứ trước giờ chơi xài 200-300 cái không. Dạ. Loại mà mắc nhất hiệu đồ. Dạ. Hiệu không. Nhưng mà thật sự ra cái này là nó rất là hữu hiệu và nó rất là dễ xài. Dạ. Yeah. Rồi mình cũng chia sẻ đến mọi người một cái máy hút bụi rẻ nhất tại nước Mỹ nha mọi tại người. Tại nước Mỹ rẻ nhất tại nước Mỹ. Người ta đập hộp iPhone. Đó, còn mình không có tiền, mình nghèo. Mình đập hộp. Cái máy hút bụi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết cái video clip của vợ chồng mình. Nếu mọi người yêu thích thì hãy đăng ký, share, like, ủng hộ channel cho vợ chồng mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video kế tiếp. Bye bye. Bye, bye.